Mới đây tại Hà Nội, Sở Công Thương thành phố Hà Nội phối hợp với các sở ban ngành của thành phố triển khai chương trình xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022 theo đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2020 định hướng đến năm 2025. Theo ban tổ chức, tuy còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch nhưng các doanh nghiệp cũng đã nhiệt tình tham gia chương trình. Năm 2022 đã có 29 doanh nghiệp với tổng số 42 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực. Kết quả đã có 33 sản phẩm của 25 doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022, trong đó có 10 sản phẩm của 10 doanh nghiệp có số điểm cao nhất được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022. Sau 5 năm thực hiện đề án từ năm 2018 đến năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã công nhận tổng số 196 sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực. Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực ngày càng thể hiện và khẳng định được vai trò tiên phong, trụ đỡ và là động lực cho phát triển công nghiệp thủ đô, có tác động lan tỏa mạnh đến kinh tế thành phố, đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.